Là tôi xin chào tất cả các em cận thủ đam mê cá từ mọi tổ quốc. Hôm nay tôi lên cho em một clip gồm 9 cây cần câu nha nè. 9 cây này gồm 9 cây cần câu súp lở. Hàng này tất cả đều là hàng carbon, có 3 cây full hợp nha anh em. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi em toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên đó, thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Em lên cây thứ nhất cho mọi người nha. Cây thứ nhất là một cây Shimano hàng Super Spinzone. Đó. Hàng này 405, cứng DS nha anh em. DST hàng của China sản xuất. Đó, mã code đầy đủ. Hàng này xuất nội địa Nhật nha anh em. Cần rất là mới, cần hình như là chưa qua sử dụng luôn. Một cây Super Spinzone 405 DST. Bass sẽ là bass Fuji nha anh em. Bát Fuji và bên phen là phen Fuji. Cái này cũng Fuji luôn, là bao Fuji. Nói chung này cặn này là chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, phen Fuji nhá, rất là ok nha anh em. Cây này thì sắn toàn thân rồi. Hẹn gặp. Hàng sắn toàn thân nha anh em, càng rất là đẹp. Đọt đi. Đọt là sắn găng guốc luôn. Có định vị phen nha anh em. Tất cả ok. Cần này thì nó độ xuất sắc thì hình như là không có luôn nha anh em. Cần này chưa qua sử dụng. Rồi đem đọc thông số cần. Cần này thì dài 4,05 m, có tổng cộng là 4 lóng. Thu gọn 114 cm, nặng 395 g. Đọt là 2,6 ly. Gốc là 23 ly. Cứng là khoảng 25 đến 30 nha anh em. Đó. Rồi cây Spinzone này sẽ có định vị phen đầu, giá là 1,7 triệu nha anh em, giá là chưa bao gồm phí ship, cần full hợp nha anh em. Shimano. Đó, xoay lại full hợp nha anh em. Đó, chưa qua sử dụng. Rồi giá là 1,7 triệu cộng ship nha anh em, phí ship mặc định bên em là 35 k cho một đơn hàng. Tiếp theo đó là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây đai qua, cũng là cần súp. Một cây đai qua cần súp chi cho anh em đánh lục. Hàng này được sơn cũng rất là đẹp nha anh em. Phen bát là Fuji hết luôn. Đó. Bát là bát Fuji. Cây này là cây DZ Super Power. 30 4 4m20. Cây này được sản xuất tại Khù Ghê nha anh em. Anh em có thể search trên mạng, cây này trên mạng hình như nó bán tầm khoảng 2,7 triệu, 2,2 triệu hay gì đó. Đó. Thông số đầy đủ hết. Ngoại hình khá ok nha anh em. Rất là đẹp. Cây này sử dụng dàn phen này, dàn phen Fuji. Đó. Nói chung là xuất sắc thì không có luôn. Cây này phun hợp nha anh em. Đó, được sơn bạc kim tuyến rất là đậu nổi nha anh em. Đó. Đọt đây anh em xem kỹ, nó sẽ sắn găng guốc đây. Tất cả phen đều ok. Cây này lỗi duy nhất đây, có phen này đó, nó bị nứt đây. Bao bảo hành cho anh em nha. Phen này gì về đánh vô tư nha anh em, công dân đừng nổi đâu. Đó, do tăng giảm nhịp độ nó bị nứt thôi, không sao, không ảnh hưởng gì đâu nha anh em. Cây này thì 4,2 m, cứng 30, nặng là 400 g. Thu gọn 110 cm, đọt 2,7 ly nha anh em, giá là 1,6 triệu. Cây số 2 cái bao nó giống như là cái túi xách vậy anh em.
được tặng kèm nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây tay qua. Cây số 3, số 3 vẫn là một cây tay qua anh em. Hàng hai này chung nhau. Bát cũng là bát Fuji. Cây này là DZ Super Power. Đó, cây này 25 4m5 nha anh em. Hàng chất liệu là carbon, hàng sản xuất là Korea, xuất thị trường là địa Nhật. Cây này 25 4m5, cây này nặng là 400g, thu gọn 102cm, đọt 2 ly 5, giá vẫn 1,6 triệu nha anh em. Cây này thì không lỗi gì hết, tất cả phen đều ok. Cây nào phen lỗi thì em nói lỗi. Mấy cây này dạy anh em đánh lục nè, đầu cần đánh giặt bờ biển cũng rất là ok nha anh em, cứng bơm. Cây này cứng 25 thì đánh khá ok rồi. Nói chung là cây này em bao xuất sắc luôn, anh em về kiểm tra mà xuất sắc nhiều thì anh em trả về. Rất đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai vẫn là 1,6 triệu nha anh em. Cây số 3, 1,6 triệu vẫn là tặng thêm bao hộp nha anh em của nó luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là những cây cần giá rất là bèo nhèo. Tiếp theo sẽ là một cây Elta. Cây này cây súp 25 3m9, thu gọn 107cm, có tổng cộng là 4 lóng, nặng là 340g, lộn 370g, đọt là 2 ly 5 nha anh em. 3m9 cứng 25. Cây này là một cây súp lở, hàng Elta, hàng khá đẹp nha anh em. Cây này được kết hợp với sợi cây qua, một sợi chống đạn, một sợi được làm áo chống đạn nha anh em. Đó. Cây này nó cũng lai lai giống cây Kentucky á. Sợi cây qua này mà được chữ đây qua cái là đã cháy. Gần rất là đẹp nha anh em. Phen bát là Fuji. Nói chung là không lỗi. Tất cả phen còn nguyên nha anh em. Ngoại hình thì còn khá là ok. Đọt cái heo, đọt sẵn gân gốt luôn. Cây này sẵn hai da nha anh em. Rồi, giá công khai cây này 900k cộng ship. Cây số 4, một cây súp lở. 900k cộng ship nha anh em. Tiếp theo sẽ là một cây Marine. Cây này hàng của Korea. Cây này thì carbon sẵn chìm nha anh em. Anh em có thể thấy. Cây này dài 4m2. Hàng carbon gòn, phen bát tập Fuji xăng đen. Phen gặp nha anh em, Fuji xăng đen nha anh em. Phen rất là bền. Hàng carbon sẵn chèm nha anh em. Cây này thì xước sắc ít thôi. Vẫn có xước sắc nhưng mà xước sắc ít. Đọt nha, đọt sẵn gân gốt nha nè. Cây này thì nặng là 340g, thu gọn 118cm, đọt 21, cứng tầm 20 nha nè. 24m2. Cây số 5, giá 800k nha nè. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây Marine, hàng 4m2, cứng 24m2, phen bát vẫn là Fuji, không lỗi, không độ chế nha anh em. Được cái cây này xấu hơn một tí nên nó xước sát nhiều. Đó. Nói chung là cây này xước sát nhiều hơn cây kia một ít, nên giá nó cũng bèo hơn.
Đây, đó. Cái này vậy anh em đánh lục đầu cặn là bao. Đánh lục đầu cặn ở giặt bờ biển cũng ok. À, giá công khai anh em, giá công khai cây số 6 giá 750k. Tiếp theo sẽ là ba cây cuối cùng đồng giá 700k nha anh em. Cây số 7. Cây số 7 là một cây súp Toro Totoroni hàng carbon nha anh em. Hàng được sơn kim tiến. Cây này 3m9 cứng tầm 30-35. Nó để. Cây này là hàng xuất nội địa Nhật nha anh em. Batpushi. Đó. Nói chung thì ngoại hình khá ok, xước sát ít thôi. Cây này nặng 340g, thu gọn 107cm, đọt 2 ly 2. 3m9 cứng 30-35 nha anh em. Hàng thì vẫn là hàng carbon sáng chìm. Đây, nó bị xước nha anh em. Nói chung là xước chứ không có dập bể rồi nha anh em. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng. Nếu anh em kiểm tra mà thấy dập bể anh em trả quay. Phen bắt đó là phen bắt phu si. Nói chung là đóng trên đây khá mới. Anh em nào mới tập lục nè, mới tập câu đánh giặc bờ biển thì lấy mấy cái này về đánh, giá cũng bèo nhèo luôn. Phen phu si anh em. Bu phu si luôn. Rồi, giá cả công khai. Giá công khai cây số 7 này khoảng là 700k. Đó. Cây số 8 khoảng là 700k luôn. Ba cây cuối đồng giá. Cây số 8 là một cây cần của Cutter. Hàng này khoảng là hàng Korea xuất nội địa Nhật cho anh em. Đó. Cây này là Bass Pussy. Phen là phen Pussy, phen nguyên zin không độ chế. Đây. Phen đồ bộ đóng chữ Pussy luôn. Cây này là cây dài 3m9, có tổng cộng 4 lóng. Đó. Nặng là 410g, thu gọn 109cm. Đọt 2.4 ly, cứng gơ tầm khoảng 30 nha anh em. Giá khoảng là 700k. Nói chung là cây này được sơn khá ok. Hàng carbon nha anh em. Sơn bạc kim tuyến, màu xám kim tuyến nha anh em. Rất là nổi. Đọt khá ok nha. Đọt 2.4 ly, cứng tầm 30. Rồi. Giá công khai cây luôn, giá công khai khoảng là 700k nha anh em, cây số 8. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Một cây súp 3m6. À, cây này anh em về đánh tra cũng được đây. Ok, súp 3m6 hàng chữ gì em không đọc được, biết là carbon gold. Cây này đảm bảo với anh em 100% là nội địa Nhật nha anh em. Đó. Cây này xuất nội địa Nhật thôi. Đảm bảo với anh em 100% hàng xuất nội địa Nhật. Cái này có tổng cộng là 4 lóng 3m6, hàng còn khá là đẹp nha anh em. Cái này đẹp. Bass Pussy FS7. Hàng carbon là carbon sắn chìm nha anh em. Bass vẫn fan vẫn là fan Pussy nha anh em. Fan gặp nha, fan Pussy fan gặp hết. Carbon đây, nói chung là cây này ít xước sát, rất là ít luôn. Giá 700k nha anh em. Đó. Anh em về kiểm tra hàng mà không giống như clip lên thì anh em trả về, không sao cả. Đọt đây, đọt sáng găng gút nha anh em. Đó. Đây, phèn nó vẫn là phèn Pussy nha. Rồi, giá công khai vẫn là 700k. Rồi, đó là tổng cộng 9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào vui lòng chốt để lại số điện thoại, em sẽ tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.